Hello everyone, BTS Cẩm Mỹ 1 xin chào các quý vị và các bạn thân mến. Chúc các quý vị và các bạn đầy hạnh phúc và nhiều niềm vui. Hôm nay là mùng 2 tháng 5 2021. Mọi người chúng ta đã bắt tay vào ngày đầu tuần. Chúc cho mọi người công việc được thuận lợi, mạnh khỏe, vui vẻ. Nay mình trên đường đi về Long Thành, về huyện Cẩm Mỹ, thì mình sẽ quay khu tái định cư sân bay quốc tế Long Thành, Lộc An và Bình Sơn. Chúng ta mỗi ngày thì được xem trên kênh BTS, được nhìn thấy những hình ảnh được phát triển từ ngày một tại tái định cư sân bay quốc tế Long Thành. Và sau đó là mình sẽ quay và Vinacomex trong lòng dự án sân bay quốc tế Long Thành đã dọn dẹp mặt bằng và họ đã cắm cờ. Tí nữa thì BTS sẽ cho các bạn và các quý vị trên kênh BTS để biết thêm thông tin từng ngày một tại khu vực sân bay quốc tế Long Thành. Đây là các bạn, đây là đường rất là lớn, những vỉa hè có thể là lên tới 8 mét. Thì đây là những hình ảnh thực tế. Ngày hôm nay là mình đi công việc, là mình sẽ quay luôn trực tiếp. Đây là những con đường dự án của sân bay quốc tế Long Thành. Và phía xa của chúng ta là trường học đang gấp rút để triển khai trước ngày 2/9/2021, để cho bà con và cũng như là tất cả các em sẽ về đây khai giảng. Đấy, chúng ta nhìn phía trước là công trình rất là, cũng như gói thầu rất là tốc độ, tăng tốc để hoàn thành dự án, để cho bà con được xây dựng và bàn giao mặt bằng này cho tất cả mọi người khu tái định cư sân bay quốc tế Long Thành. Và cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có hình ảnh thực tế mới chia sẻ cho các quý vị và các bạn, tất cả những người đang ở các tỉnh thành hoặc là những người đang định cư ở nước ngoài. Vì có một số các bạn, các quý vị hỏi là sân bay Long Thành đã làm gì chưa, tái định cư có làm hay không, hay là ở trên bàn giấy. Vâng, kính thưa quý vị, đây là hình ảnh thực tế của khu tái định cư sân bay quốc tế Long Thành mà kênh BTS luôn luôn chia sẻ để cho các bạn được tìm tới để biết khu vực sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng ra sao. Và ai đang xem kênh BTS Cẩm Mỹ 1, hãy đăng ký kênh, nhất là những người mới, hãy chia sẻ những thông tin này cho tất cả mọi người cùng biết tới. Trên mặt đường 769 sau này sẽ được mở rộng ra, và khu tái định cư là một trong những khu dân cư lớn nhất của huyện Long Thành. Đây, họ đã dọn mặt bằng là các bạn, những cái lá cờ Vinacomex đã được cắm ranh để thi công, đã dọn dẹp mặt bằng nha các quý vị. Do mình ngồi trên xe thì mình quay rất là tốc độ vì mình còn một số công việc nữa, mình phải đi nhanh. Thì trên những cung đường này mình chia sẻ thì sau này các bạn cũng không đi vào đây được nữa đâu. Những hình ảnh này sau này các bạn chỉ là một kỷ niệm. Sắp tới những vị trí chỗ này là chỉ là một nhà ga hành khách của sân bay quốc tế Long Thành. Và sắp tới mình sẽ đi qua con đường này, mình có cơ hội mình sẽ quay rất là nhiều, đến khi nào mà mình không còn đi được đường này nữa và đi được con đường mới nha các bạn nhé. Rất là sung sướng bởi vì sân bay Long Thành đã bắt đầu làm rồi, chuẩn bị rồi, trong lòng sân bay rồi các bạn ạ. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn trên kênh BTS thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho kênh BTS để mỗi ngày được phát triển hơn. Bạn nào là những người mới thì hãy đăng ký kênh và comment phía dưới. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán và ký gửi tại khu vực đất Long Thành, Long An, Bình Sơn thì liên hệ với mình. Zalo số của mình là 0982687668. Và anh chị nào có nhu cầu mua đất làm nhà vườn tại huyện Cẩm Mỹ, xã Xuân Tây, sông Nhạn thì liên hệ với mình. Số Zalo là 0988243078. Mình cũng xin nói thêm một phần về huyện Cẩm Mỹ. Huyện Cẩm Mỹ là một huyện giáp với huyện Long Thành, là trước đây là thuộc huyện Xuân Lộc và Long Khánh, nay đã tách ra. Huyện Cẩm Mỹ nằm phía đông cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành. Thì sắp tới này là những đường kết nối vào sân bay Long Thành, đầu cửa ngõ phía đông thuộc huyện Cẩm Mỹ sẽ được khởi công. Và một số tuyến đường đầu phía đông cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành cũng đã được khởi công rồi nha các bạn nhé. Thì hôm nào mình sẽ review tất cả những tuyến đường ở phía đông thuộc huyện Cẩm Mỹ
cho tất cả các quý vị và các bạn trên kênh BDS để theo dõi, để đồng hành những thông tin về sân bay quốc tế Long Thành cũng như là tất cả các xã lân cận thuộc huyện Long Thành cũng như là huyện Cẩm Mỹ sau này sẽ phát triển như thế nào. Thì không có lý do gì mà chúng ta nói là huyện Cẩm Mỹ không đi lên được. Khi Long Thành cất cánh thì huyện Cẩm Mỹ phải đi lên. Huyện Cẩm Mỹ là một trong những sau này sẽ trở thành những khu resort nghỉ dưỡng, những khu du lịch, vườn trái cây về nông nghiệp đương đại sau này, và được thiết kế theo kiểu mẫu nhà vườn, kiểu mẫu khu du lịch nghỉ dưỡng, những khu vườn có những trái cây ẩm thực để xuất đi nước ngoài, và nước ngoài sau này về tới Long Thành thì sẽ biết tới về huyện Cẩm Mỹ nhiều hơn. Cũng như được các anh chị nhà đầu tư những khu nghỉ dưỡng resort thì hãy chọn địa điểm ở khu vực ở huyện Cẩm Mỹ cũng rất là thích hợp, phù hợp cho các anh chị sau này để đầu tư. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình sẽ tư vấn cho tất cả về khu vực, địa điểm, vị trí. Ở huyện Cẩm Mỹ có những xã nhìn cũng gần như là thành phố Đà Lạt vậy các bạn. Hôm nào thì mình cũng sẽ quay những cái địa điểm đó cho tất cả các anh chị, các quý vị nhà đầu tư bất động sản cũng như là các bạn ở trên kênh BDS để biết tới những khu vực tại huyện Cẩm Mỹ. Mình là Sốt Thủy trên kênh BDS Cẩm Mỹ 1, nhận ký gửi giới thiệu nhà đất tại huyện Long Thành cũng như là huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua đất làm nhà vườn hay nhà xưởng thì cứ mạnh mẽ liên hệ với mình, comment phía dưới, để lại số Zalo với lời bình, mình sẽ gọi lại sau và tư vấn. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn các quý vị đã xem trên kênh BDS Cẩm Mỹ 1. Chúc quý vị một ngày mới mạnh khỏe và thành công thắng lợi. Xin chân thành cảm ơn.